Infiniti QX80 2018 được ra mắt dưới dạng concept tại triển lãm ô tô quốc tế New York 2017. Đến tháng 11 cùng năm, phiên bản sản xuất được chính thức trình làng tại triển lãm ô tô Dubai. Infiniti QX80 2018 là phiên bản nâng cấp của chiếc SUV QX56 thế hệ thứ hai, được ra mắt trong năm 2010 theo dạng concept. Xe được thiết kế lại và nằm trong phân khúc cùng với các mẫu SUV nổi tiếng như Lincoln Navigator và Land Rover Discovery 2017. Infiniti QX80 2018 sở hữu kích thước bao gồm chiều dài 5.339mm, chiều rộng 2.029mm và chiều cao 1.925mm. Với kích thước đó, QX80 thế hệ mới có một diện mạo oai vệ, ngoài ra còn có thể đủ chỗ cho 7-8 hành khách. So với thế hệ trước đó, QX80 mới có chiều dài nhỉnh hơn, mặt trước của xe được thiết kế thể thao hơn, với đèn pha bao quanh các góc của mui xe và lấn sang cả vòng bánh xe phía trước, tạo thành một đường thân xe cơ bắp chạy liền từ lưới tản nhiệt ra phía sau. Các vòng bánh xe được mở rộng tối đa để tạo ra các hốc hút gió lớn, cung cấp khí làm mát cho động cơ. Ở phía sau, Infiniti QX80 2018 sở hữu đèn hậu được thiết kế mảnh và sắc nét hơn. Thanh cản va dưới được nâng lên, giúp phía sau chiếc xe trông rộng hơn và cao hơn so với mẫu xe tiền nhiệm. Infiniti QX80 mới còn gây ấn tượng mạnh với khoang nội thất sang trọng và có chất lượng cao nhất mà Infiniti từng tạo ra tính cho tới thời điểm này. Nội thất xe được tạo ra bởi hàng loạt các vật liệu mới, phong phú và đa dạng như da thuộc trên các ghế ngồi, tấm ốp cửa hay các tựa tay. Bên cạnh những chi tiết bằng gỗ Stratford Brown tiêu chuẩn, QX80 2018 còn sử dụng da graphite màu nâu sẫm. Ngoài ra các phiên bản khác còn được bọc trong màu vàng đất hoặc nâu Cedar Brown hay màu than charcoal brown sẫm hơn. Về tính năng an toàn, Infiniti QX80 2018 được trang bị một loạt các công nghệ hỗ trợ lái xe như chống va chạm, cảnh báo điểm mù, điều khiển hành trình thông minh, hỗ trợ kiểm soát khoảng cách, phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo trạch làn đường. Infiniti QX80 2018 được trang bị hai tùy chọn hệ dẫn động 2WD và dẫn động 4 bánh 4WD. Cả hai phiên bản này đều được kết hợp với động cơ DOHC V8 5.6 lít, sản sinh công suất 400 mã lực. Giá bán của phiên bản trang bị hệ dẫn động 4 bánh 4WD với hệ thống điều khiển bằng máy tính và 3 thiết lập, tự động auto, gài cầu nhanh 4H và gài cầu chậm 4L là từ 67.850 USD, tương đương 1,54 tỷ Việt Nam đồng. Và phiên bản dẫn động 2 bánh 2WD bắt đầu với giá 64.750 USD, tương đương 1,47 tỷ Việt Nam đồng.